Thời buổi hiện đại, cứ vài mét vuông lại có một tiệm phẫu thuật thẩm mỹ, nên không có gì lạ khi ngày càng có nhiều chị em đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, đây vẫn là một câu chuyện nhạy cảm của không ít người, nhất là khi bạn có chút tiếng tâm trên mạng xã hội. Mới đây, loạt bài đang được cho là của cô nàng Anh Thư, nữ diễn viên từng góp mặt trong một vai nhỏ ở bộ phim về nhà đi con liên quan đến chuyện đại tu vòng một đang làm netizen xôn xao. Hình ảnh của anh Thư trong gờ rút dao kéo khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, bài đăng được cho là của diễn viên anh Thư trong gợ rút dao kéo đang làm nhiều netizen không khỏi tò mò. Sau khi đại tu vòng 1, cô nàng đã đăng bài để hỏi mọi người, ngực em 6 ngày tuổi mọi người ơi. Tiện mọi người cho em hỏi sau bao lâu, thì tập diêm được ạ. À? Ngoài ra, cũng có hình ảnh anh Thư livestream quảng cáo túi nâng ngực cho một fanpage thẩm mỹ viện. Hình ảnh anh Thư livestream quảng cáo túi nâng ngực. Anh Thư tên đầy đủ là Vũ Thị Anh Thư, cô nàng hiện đang là cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cô gái sinh năm 1998 này đến từ Hà Nam, là sinh viên của khoa thanh nhạc, Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. Trước đó, cô nàng từng xuất hiện trong bộ phim về nhà đi con với một vai nhỏ, ngoài ra, cũng từng nộp hồ sơ online để dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Phân cảnh nhỏ của Anh Thư trong về nhà đi con. Một vài hình ảnh gợi cảm của Anh Thư. Hiện tại vẫn chưa rõ thực hư bài viết này như thế nào, nhưng nó đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nguồn: Tổng hợp